Xin kính chào kênh Bất Động Sản Giang Lo. Xin kính chào quý cô chú anh chị em. Mọi người khi xem clip á, vui lòng cho Giang một lượt like và một lượt đăng ký nha, để mọi người có thể xem và cập nhật nhiều clip mới nhất của bên Giang nè. Ngày hôm nay Giang sẽ đưa mọi người đến tham quan một căn nhà với bề ngang 3,5m, sâu 10m, được thiết kế với một trệt, hai lầu sân thượng, gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, mà giá chỉ có 3.3 tỷ, đầy đủ các công năng cho mọi người sử dụng nè. Căn nhà nằm ở hẻm 1886 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Từ căn nhà đi qua quận 7, cầu Phú Xuân, Phú Mỹ Hưng á, chỉ tầm khoảng là 1 km thôi. Qua quận 7 nè, là nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại, trường học quốc tế, đầy đủ các dịch vụ cao cấp bên đó nha. Căn nhà là hướng bắc, phù hợp với khách á, là mạnh đông tứ trạch. Đường trước nhà là đường bê tông gần 7m lận ạ, xe hơi vô tới nhà luôn, nên rất thuận tiện cho việc đi lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Mặt tiền của căn nhà được thiết kế theo kiểu nhà phố tân cổ điển nè. Cái mẫu nhà này giúp cho chúng ta có cảm giác đó, nhìn căn nhà khá là cứng cáp. Căn nhà được trang bị hai hệ thống cửa, lớp cửa ngoài là lớp cửa sắt 4 cánh, lớp cửa trong là nhôm sinh pha kính cường lực luôn. Và đây là không gian của phòng khách. Trong phòng khách đây đã được trang trí nhiều màu sắc và nó tổng thể ở khu vực đây nhìn khá là sáng sủa đấy chứ. Vách được ốp gạch đến độ khoảng 1m2 rồi, sử dụng những cái tấm nhựa đây kết hợp đó cái chính trà, giúp cho cái khu vực phòng khách này trông rất là nổi bật lên. Rồi đây là cái bộ sofa đây màu kem và cái màu cam ở dưới cái viền, và giúp cho cái không gian ở cái phòng khách đây trông sang trọng và nó bắt mắt hơn nha mọi người. Trên trần nhà là sử dụng hệ thống trần thạch cao, xung quanh là những đường chỉ tô đậm cho nét tân cổ điển nè, và chính giữa đó có cái đèn chùm nữa. Đèn chùm này đẹp bắt mắt. Ở vách đây hiện tại chị chủ nhà sử dụng toàn bộ là một bức tranh. Bức tranh này khá là đẹp, còn tầng lọc đẹp mắt đó chứ. Trong kiểu này cũng lạ, có cái ba cái đèn hắt xuống nè, tạo cho điểm nắng ở khu vực đây. Dưới nền là sử dụng một loại gạch màu trắng sáng luôn, gạch 60. Rồi chúng ta sẽ tiến vào không gian bên trong đi. Anh chị chủ nhà sử dụng một cái góc với cầu thang nè, để có sẵn cái toilet. Mình nói thêm về cái cầu thang nhà sử dụng đá hoa cương màu trắng, rồi có những ánh đèn led ở dưới đó, tạo cho nổi bật cái cầu thang nha, bắt mắt đấy chứ. Trong không gian của phòng bếp và phòng ăn đây á, đã được trang bị đầy đủ các công năng cho mọi người. Tủ bếp để đóng kịch trần luôn. Điểm nổi bật nhất là có hệ thống đèn led nè, ta chạy dọc đây rồi. Còn bề mặt đây á, nếu mà mọi người có xem nhiều video trước bên Giang á, thường là sử dụng kính cường lực, nhưng riêng căn này chị chủ nhà sử dụng ốp gạch cho khác lạ với những căn khác. Bề mặt đây sử dụng đá hoa cương nè mọi người, đá hoa cương này người ta chặt thịt chặt cá vô tư luôn đó, đẹp đấy chứ. Trên trần nhà sử dụng hệ thống trần thạch cao, rồi đèn led giống như phòng khách thôi. Đây cái bức tranh, và có bộ bàn ăn 4 ghế. Bề mặt này bằng đá nè, ta ăn uống rất dễ lau chùi nha. Và ở bên vách á, ở dưới thì chị chủ nhà ốp gạch lên độ khoảng 1m2 nè, nó sạch sẽ. Còn ở trên sử dụng cái tấm hệ thống kính thủy. Khi mà có hệ thống kính thủy á, giúp cho khu vực bếp và phòng ăn đây trông rộng rãi hơn. Và ngoài ra nó tăng cái tính thẩm mỹ nha. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở từng trệt căn nhà. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu 1, lầu 2 và trên sân thượng nha. Trên lầu gồm 4 phòng ngủ, mỗi tầng đều có toilet riêng. Trong phòng ngủ phía sau đây khá là rộng, nhưng mà chưa được trang bị các thiết bị nội thất nè, nên mọi người có thể mua về và trang trí sau. Chính giữa nè có sẵn cái toilet. Trong toilet đã được trang bị đầy đủ các thiết bị vệ sinh cơ bản rồi, lavabo, bồn cầu, kính trệ đó. Và đây là phòng master, hiện tại cũng chưa có nội thất luôn. Do đặc thù là phòng master được ưu ái cái ban công này rất là rộng rãi và thoải mái nha quý cô chú anh chị em đó. Hiện tại chị chủ nhà là đã trang bị sẵn ta có một bộ bàn ghế đó chứ, bàn ghế để đẹp chứ đó. Ta ngồi đây nè, giải trí thư giãn ngắm cảnh tuyệt vời đúng không quý cô chú anh chị em. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở lầu 1 căn nhà nè. Trên lầu 2 á cũng được thiết kế với hai phòng ngủ y chang như lầu 1 đây, và có một phòng vệ sinh. Còn ở trên sân thượng nha,
là chúng ta có một cái khu vực để mọi người có thể phơi đồ giặt giũ thoải mái hơn. Nên để tránh mất thời gian á, Giang sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người cần Giang cung cấp thêm thông tin hoặc là cần Giang hỗ trợ, xin hệ số điện thoại trên cùng phía trái màn hình đây nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.